Dạ, chào anh chị mến yêu của em. Chiều hôm nay đây em sẽ giới thiệu cho anh chị thêm một lô đất nền ở dự án Phaeta Eco City nằm trên trục đường D18, nhưng mà nay đã đổi tên thành đường Mỹ Lộc rồi anh chị. Mấy cái căn shop house này thì đang dần hoàn thiện rồi anh chị, nên nhìn rất là đẹp. Sẵn tiện đây thì em giới thiệu cho anh chị hai cái tên đường nữa. Đường D14 thì đã đổi tên thành đường Xuân Kiên, đường D15 thì đã đổi tên thành đường Xuân Vinh rồi anh chị. Có cái view công viên ở trước cửa nhà, chủ đầu tư trồng rất là nhiều cây ăn trái, cây xài, cây bưởi, cây mít, cây ổi, với thêm cây simboche nữa anh chị. Cái công viên ở đây thì được trồng thêm cái hàng cây móng bò nữa anh chị, đang nở bông rất là đẹp. Như anh chị cũng thấy, chỉ mới có 3 tháng thôi thì trên tuyến đường Xuân Vinh của mình đã được 3 hộ rồi anh chị. Còn ở đây trên tuyến đường Mỹ Lộc, em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất nền có diện tích là ngang 7 dài cho 18, tổng diện tích là 126m², nền của mình hướng đông anh chị, được thêm cái lề 3m rưỡi nữa. Nền của mình thì nằm ở gần công viên với nằm ở gần siêu thị nữa anh chị, với lại mình ở gần được với cái hồ cánh sen nữa anh chị. Còn ngoài hồ cánh sen thì cái hàng cây chăm cổ thụ đang phát triển rất là tốt anh chị. Em đã có trái thì em sẽ rủ anh chị về đây ăn với em. Cái nền của mình thì có diện tích là ngang 7 dài cho 18, tổng diện tích là 126m², nền của mình hướng đông, được thêm lề 3m rưỡi nữa. Nền của mình thì đã có sổ hồng riêng rồi anh chị, bán với giá là 2 tỷ rưỡi. Anh chị có nhu cầu thì anh chị liên lạc với em nha. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều.